Bên trong bếp ăn quân đội phục vụ các chiến sĩ diễu binh diễu hành như thế nào? Tại thành phố Điện Biên Phủ, trong những ngày qua, lực lượng hậu cần phải chuẩn bị 12.000 suất ăn từ 4 giờ sáng mỗi ngày để kịp thời phục vụ cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia vào buổi diễu binh diễu hành. Theo thông tin lực lượng hậu cần cung cấp, thì khẩu phần ăn của mỗi chiến sĩ là 240.000 đồng một ngày huấn luyện, 320.000 đồng cho ngày tổng duyệt và ngày lễ chính thức. Các suất ăn đảm bảo an toàn vệ sinh, cân bằng dinh dưỡng, đa dạng món và hợp khẩu vị. Chúng tôi là phải tận dụng cái nhà thi đấu đa năng để tổ chức nấu ăn 4 giờ đến 4 rưỡi là tất cả lực lượng nguyên quân chúng tôi đều xuống chia và chuẩn bị thực phẩm cho bữa sáng. Chúng tôi phải làm sao bảo đảm được thời gian chính xác để cho bộ đội tham gia luyện tập đúng giờ và ăn đúng thời gian quy định. Do cái quá trình tập luyện xa đấy, gần như tất cả những buổi sơ duyệt, tổng duyệt là chúng tôi đều phải cùng nhau thức là từ 1 giờ sáng. Bữa cơm hàng ngày chúng tôi là duy trì 4 món chính, 1 món phụ. Ngoài ra thì còn có 2 món rau, món canh, hoa quả tráng miệng. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu trong một tuần không nạp lại thực đơn. Đây là cũng là một cái thời điểm mang cái tính lịch sử đối với cán bộ chiến sĩ của trung đoàn. Nhiệm vụ đảm bảo ăn nghỉ cho hơn 1.000 người cũng đã phải dồn dịch quân số và dồn dịch nơi ở của cán bộ chiến sĩ, tạo điều kiện tối đa cho các lực lượng đến ăn nghỉ và sinh hoạt tại trung đoàn. Buổi lễ diễu hành diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng ngày 7 tháng 5. Quân đội đã huy động gần 5.000 người tham gia. Cùng với các lực lượng khác, đây chính là sự kiện đầu tiên tại Điện Biên có số lượng người lớn nhất, quy mô lớn với 12.000 người diễu binh diễu hành trong sân vận động Điện Biên và trên khắp các tuyến phố.